Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Lancer Network. Đây là cái trong giấy trắng của cái dự án này và những nội dung content có trong cái mục lục của dự án này. Thì dự án của chúng tôi là một cái giải pháp để giải quyết các vấn đề thách thức ở nó là cái nền tảng quảng cáo đầy đủ và các kênh thúc đẩy của một công ty dịch vụ quảng cáo trên internet và các mạng xã hội. Và nó là một cái hệ sinh thái kết nối các dự án mà cần các dịch vụ quảng cáo. Người bình thường có thể cung cấp các dịch vụ này trong thực tế. Để lại ý kiến sâu sắc trên các diễn đàn thì tweet về cái dự án này, đăng ký các kênh điện tín về bất kỳ cái dịch vụ mà người dùng không cần phải có các kỹ năng đặc biệt. Thì Internet đã cho chúng ta cơ hội tìm kiếm được. Và các dự án của chúng tôi làm cho điều này xảy ra một ngày với nền tảng. Chúng tôi hướng đến đạt được những cái phần phân phối bình đẳng, marketing sẵn sàng, bộ công việc trực tuyến cho người lao động và nền tảng tại bất kỳ thời điểm nào. Thì giới thiệu về cái dự án này, nó là cái nền tảng của chúng tôi là được so sánh với thị trường nhân lực trong trực tuyến các lĩnh vực blockchain mà người dùng có thể, không cần bằng cấp đặc biệt hoặc cao để kiếm được trực tuyến. Thì Lancer Network này cung cấp các MM và các dịch vụ quảng cáo và phạm vi rộng của các dịch vụ thì người dùng có thể thực hiện các hàng loạt các ý thích, các khối lượng công việc trên nền tảng Lancer. Họ cũng có thể viết bài tổng quan về các dự án hoặc thậm chí là quay cái video. Theo cái này thì người dùng có thể đóng góp các giá trị của các hệ sinh thái, cái gì mà một phần mềm không thể thực hiện được, hay cái dạng chi phí cho cái quảng cáo, ngân sách xúc tiến chiến dịch có thể có giá lên đến hàng trăm ngàn đô la, và ngay cả điều này không có thể không đủ. Với sự giúp đỡ của các dịch vụ Lancer Network thì người dùng có thể tự mình đặt giá và điều khoản các công việc. Thì Lancer quyết định các việc chấp nhận và từ chối yêu cầu cho cái việc thuận tiện của họ. Với hệ thống thanh toán minh bạch thì mạng Lancer sau một hệ thống thanh toán đạn mà không thể bị lừa, cái việc thanh toán của các nhiệm vụ có thể chỉ sau khi nó thực hiện những cái thẻ tài khoản của khách hàng được viết tắt phát hành tại thời điểm hình thành yêu cầu. Thì theo cái này thì nền tảng blockchain đây là cái trách nhiệm thanh toán công bằng cho các bên tham gia vào một cái giao dịch, tiện lợi và hệ thống quản lý. Thì Lancer là một cái hệ sinh thái giải pháp một cửa, một cái nền tảng cung cấp tất cả các dịch vụ xúc tiến và quảng cáo càng tốt, từ cái ý kiến đến cấu hình các diễn đàn để có cái chất lượng về cái bài phân tích, và chưa kể đến cái Twitter và Facebook. Các chất tương tự của Lancer mang đến cái sự phát triển và khiến nó trở thành người đầu tiên giải quyết vấn đề. Không có ai trong dịch vụ có thể cung cấp các cơ hội rộng như đồng thời với cái việc chất lượng cao thì Lancer cung cấp cho một cái cơ hội người dùng Internet có thể kiếm được doanh nhân để tiết kiệm cái chi phí cho chiến dịch quảng cáo. Hiện tại thời điểm này nó đã phát triển cái thị trường thúc đẩy cái ICO. Cái Lancer là cái hệ sinh thái giải pháp một cửa hay cái giá dịch vụ khuyến mại, đó là cơ hội thị trường rất là lớn về cái việc sử dụng ICO của đơn mình trên nền tảng Lancer Network để giúp đỡ các một tài khoản đã đăng ký với các nhiệm vụ, tức Bitcoin bình luận trên MakerTok hay đi viết tạo một cái bài viết trên dự án. Đây là làm thế nào để Lancer có thể giải quyết được cái những vấn đề hiện tại. Thì sẵn có cái công việc cho các công nhân ở bất kỳ cái vị trí trên thế giới đáng tin cậy, và hệ thống thanh toán trong suốt, công nghệ blockchain, giao thức bảo mật cao, tiêu chuẩn chống gian lận với thứ ba chất lượng và hướng dẫn bảo trì tiêu chuẩn và phải được tôn trọng, một nền tảng tức là hai cái sự kết hợp cấu trúc phân cấp và trách nhiệm giải trình đầy các nền tảng. Các yếu tố nêu trên đã dẫn đến cái người lao động cái một nền tảng đáng tin cậy, minh bạch để làm việc trên cái hợp đồng biểu diễn và kiếm được, thì các khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ cái mức giá rẻ và tốt về cái nền kinh tế, sẽ không phụ thuộc bất kỳ cơ quan trung ương nào. Thì nghiên cứu phân tích tương tự, hãy so sánh với lại mạng Lancer Network với những cái nền tảng platform khác, với các nền tảng freelancer hay sport, nền tảng xã hội hay nền tảng fluent. Với các ưu điểm của Lancer mạng ở đây có độ tin cậy, tin tưởng, có hệ thống đánh giá đầy đủ các dịch vụ cần thiết, thanh toán linh hoạt. Và mặt khác, Lancer mạng cung cấp các lợi ích giao cho người sử dụng như đơn giản và nhiệm vụ thanh toán trong cryptocurrency độc lập khi cái bản thị trường chuyên nghiệp trong cả nước. Nguyên tắc cơ bản của mạng Lancer nó là một cái điều khiển để người lao động tìm kiếm cái việc khác nhau. Hệ thống của chúng tôi sử dụng hoàn toàn mới các công việc trực tuyến và hoàn toàn tự động, minh bạch phân phối các khoản thanh toán cho tất cả người lao động. Với cái việc thanh toán ngay lập tức các số dịch vụ trong nhiệm vụ thanh toán được phân bổ hay cho từng cái ưu tiên phục vụ trong cái tìm kiếm. Với hệ thống thanh toán, các chức năng của khách hàng, của người lao động và các xếp hạng, thì nhiệm vụ đánh giá
Đây là cách của cái mạng Lancer Network này hoạt động, các bạn có thể xem về cái khía cạnh kỹ thuật như cái máy chủ hay cái Pro SQL hay với khách hàng. Cái dự án này sẽ tập hội nhập liên tục về kế hoạch phát triển của dự án, các bạn có thể xem chi tiết ở đây hoặc chương trình trên trang web. Về cái chương trình ICO thì mục đích là gây quỹ phát triển nền tảng với tổng cộng là 1 tỷ 500 triệu token Lancer sẽ được phát hành ra mắt công chúng. Với chương trình này sẽ tung ra với chương trình bán cá nhân từ ngày 7 tháng 7 2018, với số thẻ bán hàng cá nhân ở đây là 200 triệu token, soft cap là 200.000 và hard cap là 1.500.000 đô. Với trong chương trình ICO thì bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 2018 và số thẻ ở đây sẽ phát ra là 880 triệu token, soft cap là 800.000 token và hard cap là 8 triệu. Các bạn có thể mua thanh toán qua Ethereum. Một số lợi ích của nhà đầu tư, các bạn có thể tìm hiểu, có thể thanh toán chi phí trả lại trao đổi cho mỗi đồng tiền có thể đốt cháy trong lưu thông. Thì ở đây là cái phân phối của cái dự án này: 50% dành cho tiếp thị bán hàng, 30% dành cho phát triển sản phẩm, 10% dành cho điều hành quản trị, 8% dành cho dự trữ và 2% dành cho danh sách trao đổi. Thì đội ngũ ICO dành cho token phân bổ là 59%, đội nhóm 15%, chương trình mở bán trước pre-ICO là 10%, thị trường là 8% và chương trình bao tiền là 4%. Đây là đội ngũ lãnh đạo và thành lập của dự án này, các bạn có thể xem chi tiết trên trang web cũng như một cái số điều khoản về cái dự án. Thì đây là cái giấy trắng white paper của cái dự án Lancer Network, các bạn có thể lên trang web chính thức để tải cái mục giấy trắng này về. Trên đây là cái video của mình review đánh giá về dự án Lancer Network. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.